thiệt hại gần 1.000 tỷ đồng. Asanzo đã gửi thư đến cơ quan chức năng đề nghị khẩn trương kiểm tra, phân định rõ đúng sai dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Vì tình trạng doanh nghiệp là đang ngắc ngoài, chỉ còn tính được bằng ngày. Đại diện Asanzo cho biết, sau khi gửi thỉnh nguyện thư các cơ quan chức năng đã vào cuộc, mặc dù mới đang trong giai đoạn kiểm tra, chưa có bất kỳ kết luận nào cho rằng Asanzo giả xuất xứ hay hàng hóa của Asanzo vi phạm pháp luật, nhưng không hiểu từ đâu đã lan truyền tin đồn sản phẩm của Asanzo bị cấm bán khiến cho hệ thống phân phối của Asanzo hoàn toàn tê liệt. Trên thực tế, tại hệ thống điện máy Nguyễn Kim, nhân viên bán hàng cho biết đã không còn bán bất cứ mặt hàng nào của Asanzo, website thương mại điện tử A đây rồi cũng đã gỡ sản phẩm nhãn hiệu Asanzo, nhiều cửa hàng điện máy, điện tử gia dụng ở khu vực quận 5, quận 6, Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh cũng ngưng bán hàng vì tin đồn tương tự. Trong khi đó, theo các cơ quan chức năng, hiện hoạt động kiểm tra đang được tiến hành, khi chưa có kết luận chính thức, sản phẩm của Asanzo vẫn được bày bán bình thường không có bất cứ cơ quan nào được cấm bán như tin đồn. Asanzo đã mất khoảng 95% doanh thu, hàng loạt vấn đề xảy ra, Asanzo ước tính con số thiệt hại lên gần 1.000 tỷ đồng.